Đối mặt với việc vợ sắp cưới mạnh mẽ hủy hôn, Tần Phong đang định hét lên rằng đừng khinh thường người nghèo. Nhưng anh bỗng dưng im bặt, nghĩ đến việc sắp bị hủy hôn và bẽ mặt, sau đó là tình tiết làm nổi bật sự xuất hiện của nam chính. Anh liền lập tức đổi ý và nói, liễu cô nương nói đúng, hôn nhân này thực sự nên hủy bỏ, vốn tưởng rằng cô sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ cô lại càng tức giận hơn và nói, tôi họ Lâm, trong suy nghĩ của cô, ai cũng có thể gọi sai tên cô, chỉ riêng anh, người đã thích cô 3 năm thì không được. Nhưng cô không rảnh cãi nhau với anh, tiếp tục nói, hôm nay tôi nhất định phải hủy hôn với anh không đồng ý cũng vô ích. Tuy nhiên những lời tiếp theo của Tần Phong khiến Lâm Yến Nhi ngơ ngác, tôi đồng ý mà, đi thôi, chúng ta đi thông báo cho mọi người. Ngay lúc đó, Lâm Yến Nhi dường như nghĩ ra điều gì đó, nâng cằm lên nói, lát mềm buộc chặt đối với tôi không có tác dụng đâu. Tôi biết anh rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta thực sự không hợp nhau. Đúng vậy, chúng ta không hợp nhau. Ai nói hợp vậy, ai nói vậy thì đầu óc có vấn đề rồi. Không đợi cô nói hết, anh đã mất kiên nhẫn rồi. Cuộc hôn nhân này có thể nhanh chóng hủy bỏ không? Anh không muốn rơi vào tình tiết xến xúa đó nữa. Khi họ vừa đến đại sảnh, nam chính Diệp Đình lập tức lên tiếng, Yến Nhi, Tần Phong có phải không chịu hủy hôn? Ai ngờ Lâm Yến Nhi còn chưa lên tiếng, Tần Phong đã cướp lời, không, tôi rất vui lòng hủy hôn. Ai không hủy hôn thì không phải do mẹ ruột nuôi dưỡng. Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người đều ngớ ngàng, dù sao anh cũng đã thích Lâm Yến Nhi 3 năm. Lâm Yến Nhi đang định gật đầu đồng ý hủy hôn, nhưng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, nghĩ đến việc hôm nay anh đã gọi sai tên cô ấy nhiều lần. Đây là tâm ý của anh sau khi theo đuổi tôi 3 năm ư? Bỗng nhiên, Lâm Yến Nhi ngang ngược nói, ai nói tôi muốn hủy hôn, tôi không hủy. Nhìn nụ cười của anh dần biến thành mặt nạ đau khổ, Lâm Yến Nhi không hiểu sao lại cảm thấy hả hê. Yến Nhi, em bị đe dọa phải không? Diệp Đình vội vàng tiến lên, chỉ vào Tần Phong và quát mắng, kẻ hèn hạ như ngươi, nếu là đàn ông thì hãy thi đấu với ta, nếu ngươi thua thì hủy hôn ngay lập tức. Khóe miệng Tần Phong giật giật, nam chính này có ngốc không? Anh đã nói đồng ý hủy hôn rồi, có ai như anh ta cố tình thể hiện bản thân không? Tuy nhiên, điều khiến anh đau đầu hơn là vài thiếu niên nhà họ Tần bỗng nhiên đứng ra, đâu ra tên ngốc này vậy, dám lớn tiếng với đại ca của bọn ta. Vừa nói xong, có người đã muốn xông lên dạy dỗ Diệp Đình. Được thôi, tốt nhất là các người cùng lên. Diệp Đình như được tiêm máu gà, đang lo không có chỗ để thể hiện sức mạnh, nhưng không ngờ Tần Phong đột nhiên ngăn cản các anh em, dừng tay, hôm nay ai muốn đụng vào cậu ấy phải bước qua xác tôi trước. Anh biết rõ Diệp Đình một khi giả vờ, người bị thương chắc chắn là bản thân. Thấy không đánh được, Diệp Đình vốn đang hưng phấn, sắc mặt đột nhiên trở nên khó chịu như táo bón. Tần Phong mừng vì không đi theo cốt truyện trong sách, nhưng chuyện Lâm Yến Nhi không muốn hủy hôn là sao? Vì vậy anh lên tiếng nói, cô Lâm muốn hủy hôn mà, có lẽ chỉ vì lòng tự trọng của tôi mà thôi, vậy nên tôi sẽ hành động trước để thể hiện thái độ. Vừa dứt lời, anh lao vội về phía trước, đang định xé nát bản hôn thư đặt trước mặt, bỗng nhiên bị Lâm Yến Nhiên ngăn cản. Nhìn bản hôn thư rơi vào tay hai người họ, anh sợ rằng đầu óc cô lại không bình thường, nhanh chóng nói rằng, không cần quan tâm đến sĩ diện của tôi, da mặt tôi dày, hãy để tôi xé nát bản hôn thư. Anh xé nó, tôi sẽ xé anh. Cái gì? Anh ngây người, những người khác cũng ngớ người ra. Diệp Đình với vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời nói, Yến Nhi, em để anh ta xé đi, tôi đảm bảo nhà họ Lâm sẽ không sao đâu. Bất ngờ, Lâm Yến Nhi đột nhiên quát lên với Diệp Đình, chuyện hôn ước của tôi liên quan gì đến anh? Cô Lâm, anh Diệp thực sự đang nghĩ cho cô. Nam chính Diệp Đình cùng phe với anh, khiến anh cảm thấy an toàn hơn nhiều, vậy là đôi tay xé tan hôn ước cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh im miệng, chuyện của chúng ta không đến lượt người ngoài xen vào. Lâm Yến Nhi quay đầu quát mắng, nhìn vẻ mặt muốn tránh xa cô ấy của Tần Phong, điều này khiến người được nịnh hót trong 3 năm như cô không thể chấp nhận được. Tuyệt đối không để anh vui vẻ hủy hôn. Nhưng ngay giây tiếp theo, bỗng nhiên chuyện bất ngờ xảy ra, giấy hôn thú đột nhiên bị xé toạc ra, cả hiện trường bỗng chốc im bặt, chỉ có hai người nở nụ cười, một là Diệp Đình, còn lại là Tần Phong. Ha ha ha, cốt truyện đã thay đổi rồi, anh không cần phải chết nữa, số phận của anh do anh quyết định. Nhưng ngay khi anh định quay người bỏ chạy, một cảnh tượng không ngờ xảy ra, Lâm Yến Nhi đột nhiên rút kiếm ra kề vào cổ anh, giọng lạnh lùng nói, quay lại, anh viết lại một bản cho tôi, nếu không tôi sẽ giết anh trước, tôi sẽ tự sát đi theo anh, chúng ta là một cặp vợ chồng đoản mệnh. Nghe vậy, anh chết lặng. Ơ này, bà chị, nhưng anh còn chưa nói xong, liền bị Lâm Yến Nhi tức giận cắt ngang, trước đây anh gọi em là Yến Nhi, bây giờ lại gọi em là chị, anh có gan gọi thử một tiếng nữa xem. Cảm nhận được sát khí nồng nặc của cô ấy, anh mắng tác giả đã viết ra kiểu nữ chính não tàn này. Đến nước này anh đã chịu thua rồi, mà cô ta còn không chịu tha cho anh. Yến Nhi, sao em lại bảo hắn viết hôn thư? Diệp Đình cũng tức giận, Lâm Yến Nhi luôn bị Diệp Đình khuyên giải hủy hôn, bây giờ cũng tức giận, chuyện hôn ước giữa tôi và Tần Phong liên quan gì đến kẻ ngoài như anh? Và những lời tiếp theo của cô khiến mọi người càng thêm kinh ngạc, dù tôi và Tần Phong không có hôn ước, tôi cũng sẽ không gả cho anh, ai muốn ngăn cản hôn ước giữa tôi và Tần Phong sẽ là kẻ thù suốt đời của tôi. Sau khi lời này nói ra, mọi người xôn xao bàn tán, chẳng lẽ Lâm Yến Nhi thích Tần Phong? Người tên Diệp Đình kia không lẽ là người theo đuổi Lâm Yến Nhi? Cậu ta trông bình thường vô cùng, ai cho cậu ta can đảm? Đúng là nhân vật chính. Diệp Đình lập tức bị chế giễu, khi ánh mắt anh ta nhìn Tần Phong càng thêm căm hận, anh đột nhiên lên tiếng, Yến Nhi, Diệp huynh có thiên phú hơn người, hai người mới là một đôi trai tài gái sắc, nghe lời tôi, hãy cho Diệp huynh một cơ hội, khi hai người thành thân tôi sẽ đến chúc mừng. Lúc này anh không muốn bị Diệp Đình ghi hận. Diệp Đình càng nhìn anh với vẻ mặt hoang mang,
người này đang gán ghép anh ta với Yến Nhi, anh ta xuất sắc trong mắt anh ấy vậy sao? Diệp Đình nhịn không được cười nói, Yến Nhi, em xem, ngay cả anh ta cũng nghĩ như vậy, em yên tâm, sau khi em hủy hôn với anh ta, anh bảo đảm sẽ không ai có thể bắt nạt em. Lâm Yến Nhi không quan tâm đến lời nói của Diệp Đình, nhìn Tần Phong bằng ánh mắt thất vọng. Tần Phong à, em là hôn thê của anh lại tác hợp em với người khác, em nói cho anh biết, bất kể sau này anh thế nào, em sẽ không gả cho ai khác ngoài anh, tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến Diệp Đình. Lâm Yến Nhi đã sớm tức giận, ngay cả khi đánh đổi tất cả cũng muốn khiến Tần Phong đau khổ. Tần Phong, ngươi dám tính kế ta? Diệp Đình cũng đột nhiên tỉnh táo lại, lời nói vừa rồi của Tần Phong ẩn ý rõ ràng đã cắt đứt tương lai của hắn và Lâm Yến Nhi, thật là thủ đoạn độc ác. Tâm trạng Tần Phong cũng sụp đổ, anh là một nhân vật phản diện nhỏ bé, vậy mà sắp bị dí súng vào đầu sao? Anh ta là nhân vật chính, sao có thể vu khống mình? Nhìn thấy trò hề càng lúc càng lớn, Lâm An chớp lấy cơ hội, đột nhiên tiến lên khống chế con gái. Thấy vậy, Tần Phong lập tức chuồn đi, trong lòng thầm vui mừng, mau chuồn thôi, bằng không ngày mai anh sẽ cứu nữ đế bị thương, từ đó trở thành tay sai đắc lực của cô, kẻ phản diện lớn nhất trong chuyện. Lúc nào cũng đối đầu với phe chính diện, nhưng không ngờ, lời nói thầm của anh lại bị một người phụ nữ đi ngang qua nghe thấy. Nữ đế, anh ta đang nói đến mình sao? Ánh mắt của Cơ Mộng Du lấp lánh, sự tò mò khiến cô ấy âm thầm theo dõi anh, và lời tiếp theo của anh khiến cô ấy càng thêm sốc. Thật đáng tiếc cho một nữ đế La Sát, cuối cùng lại chết thảm dưới tay tên nam chính ngốc nghếch kia. Dù sao tối nay cô ấy sẽ bị Lục Lão Ma âm mưu đánh trọng thương, bây giờ mình rời khỏi Lam Thành sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Cơ Mộng Du nhìn anh chằm chằm, biết rõ là tay sai của ta, lại biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, vậy mà lại không sớm nhắc nhở ta, mà còn chuẩn bị bỏ trốn khỏi đây. Hừ, không ai có thể định đoạt kết cục của Cơ Mộng Du, đợi ta bận xong sẽ quay lại tìm ngươi. Bỗng nhiên cô búng ngón tay, một lá bùa ẩn hình lập tức biến mất trên người anh. Cùng lúc đó, trong phủ Lâm gia, Lâm An nhìn con gái với vẻ mặt lo lắng. Yến Nhi muốn vào Ngọc Thanh Tông tu luyện thì phải đoạn tuyệt tình cảm, tại sao con không hủy hôn? Khi Lâm Yến Nhi cố tỏ ra không quan tâm, Diệp Đình, người không thể giả vờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, không giấu gì Lâm Thúc và Yến Nhi cô nương, thật ra ta là thiếu chủ của Bạch Nham Tông, Yến Nhi có thể đi theo ta về tông môn tu luyện. Tin vui bất ngờ khiến Lâm Yến Nhi có chút ngây người, Bạch Nham Tông không hề thua kém Ngọc Thanh Tông về bất kỳ phương diện nào. Lâm An càng nhìn Diệp Đình càng ưng ý, đây là một con rể tài ba. Bên kia, Cơ Mộng Du vừa đến giáo phái Diêm Ma, vừa hay gặp sáu lão ma đang chuẩn bị hãm hại cô. Nữ đế La Sát, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Khi họ đang sợ hãi vì cảm thấy hổ thẹn, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Cơ Mộng Du không nói lời nào, một phần sức mạnh mẽ đột ngột bùng phát từ trong cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ giáo phái Diêm Ma tan biến thành tro bụi. Xui xẻo, lại quên suy nghĩ trước khi hành động rồi. Cơ Mộng Du nhíu mày nhẹ, hiện nay các chính phái liên tục kết minh để chống lại ma đạo, là một giáo phái thuộc ma đạo như Diêm Ma giáo, vào thời điểm này việc kết thân với họ mới là điều nên làm. Chuyện bất thường ắt có nguyên nhân, cái tên tay sai kia quả nhiên có năng lực dự đoán tương lai, vậy hắn chắc chắn biết sự thật. Vậy là Cơ Mộng Du khẽ động niệm, rất nhanh đã tìm thấy Tần Phong đang nghỉ ngơi. Lúc này anh bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, liền lập tức đứng dậy, mở mắt ra chỉ thấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc đang mỉm cười bước về phía anh. Nhưng cô không bao giờ ngờ được anh đột nhiên quay người bỏ chạy, kẻ phản diện gặp chuyện tốt ắt hẳn có điều mờ ám. Cơ Mộng Du sắc mặt nghiêm lại, ngay lập tức đuổi theo sau, nắm chặt lấy anh và nói, ngươi chạy cái gì, xin hãy tha mạng. Anh run lên bần bật, biết rằng người phụ nữ này vô cùng mạnh mẽ. Anh lập tức bắt đầu giả vờ thảm thương, tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có đứa con chưa ra đời, đây là tất cả tài sản của tôi, cầu xin nữ hiệp đừng giết tôi, để tránh làm bẩn tay mình. Cơ Mộng Du tức giận hất tung túi tiền của anh, ai muốn tiền bẩn của ngươi, không phải cướp của. Anh nhìn Cơ Mộng Du với vẻ không thể tin được, chẳng lẽ là cướp? Không đúng, cô ấy xinh đẹp như thế này, làm sao có thể thiếu cái đó? Ở nơi hoang vu này, chẳng lẽ anh đã gặp ma rồi? Xong rồi, tôi sắp chết rồi. Nghe thấy tiếng lòng lộn xộn của anh, Cơ Mộng Du nghiến răng ken két, đồ khốn nạn này, sao mình lại chọn hắn ta làm tay sai chứ? Nhưng để thay đổi kết cục của cô ấy, cô cố nén cơn giận của mình, vì thấy hoàn cảnh của ngươi rất đáng thương, ta quyết định nhận ngươi làm đệ tử, biết anh sợ chết và không muốn làm tay sai cho cô, nên cô quyết định bắt đầu từ việc bái sư. Nhìn vẻ mặt há hốc mồm của anh, Cơ Mộng Du bá đạo lên tiếng, hành lễ, kẻ dưới mái hiên phải cúi đầu. Anh buộc phải cúi đầu, đồng thời trong lòng cũng đang mừng thầm, chắc hẳn không ai bái sư rồi mới giết người chứ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nữ đế xinh đẹp và mạnh mẽ, anh đột nhiên dò hỏi, sư phụ mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn mạnh hơn người phụ nữ mạnh nhất đại lục Càn Vân, La Sát nữ đế đúng không? Nhìn thấy Cơ Mộng Du gật đầu bình thản, trong lòng anh thầm vui mừng, bây giờ hoàn toàn an toàn rồi. Khi Cơ Mộng Du vươn tay kiểm tra tu vi của anh không thể không khen ngợi trong lòng, sư phụ, bàn tay nhỏ này mềm quá. Cơ Mộng Du không thể nhịn được nữa, sư phụ, sao người đánh tôi? Anh ngơ ngác, Cơ Mộng Du nghiến răng nói, vừa nãy trên mặt ngươi có con bọ. Anh nửa tin nửa ngờ che mặt, vậy cảm ơn sư phụ, mong lần sau người đừng đánh nữa, tại chuyện nhỏ này để tôi lo là được. Im miệng, Cơ Mộng Du tiếp tục vận chuyển huyền lực vào bên trong cơ thể anh. Khi anh vừa nhắm mắt thư giãn, bỗng nhiên bị đánh thức bởi một cái tát, khuôn mặt Cơ Mộng Du phủ đầy xương giá. Ai cho phép ngươi nuốt chửng sức mạnh của ta? Tôi nuốt gì cơ? Anh lại ngơ ngác, trong lòng Cơ Mộng Du run lên một cái. Ngay lúc đó, cô ấy bắt đầu truyền cho anh nhiều sức mạnh hơn,
Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, một luồng khí tức đột phá bùng nổ từ trong cơ thể anh. Trong chớp mắt, tu vi của anh từ khai mạch cảnh đột phá đến linh phách cảnh. Còn Cơ Mộng Du càng không thể che giấu sự ngạc nhiên. Không ngờ ngươi thực sự đã đánh thức thánh thể cửu u. Từ nay về sau, ngươi có thể nuốt chửng tu vi của người khác để nâng cao bản thân. Anh chớp mắt, trong nguyên tác không hề có thánh thể cửu u, làm sao anh có thể thức tỉnh nó? Chẳng lẽ là phúc lợi của người xuyên không? Điều kỳ lạ là, Cơ Mộng Du không nghe thấy tiếng lòng của anh về việc xuyên không. Chỉ nhìn anh với ánh mắt mong đợi, khả năng dự đoán tương lai và thánh thể cửu u đều là những kỳ tích chấn động cổ kim, mà ta lại có cả hai. Tâm trạng cô ấy rất tốt, quyết định đưa anh đi dạo ở Yến Thành, nhưng vừa bước vào một quán trọ và ngồi xuống, họ nghe thấy ai đó đang bàn tán. Ngay ngày hôm qua, giáo phái Diêm Ma đã bị tiêu diệt rồi. Tần Phong vô cùng kinh ngạc, giáo phái Diêm Ma đã sụp đổ sớm. Không đúng, mốc thời gian chưa đến, nhưng ngoài nữ đế La Sát, ai sẽ làm chuyện này? Tần Phong, ngươi biết ai làm sao? Cơ Mộng Du giả vờ ngạc nhiên, anh khẽ nói, có lẽ là nữ đế La Sát làm. Cơ Mộng Du giả vờ nửa tin nửa ngờ, giáo phái Diêm Ma và La Sát môn đều thuộc ma đạo. Tại sao họ lại hãm hại nữ đế La Sát? Anh đang định giải thích, nhưng đột nhiên dò hỏi, sư phụ, chúng ta thuộc thế lực nào? Đồng thời thầm phàn nàn, ai mà ngờ được giáo phái Bạch Nham tự xưng là chính đạo. Thực ra là giáo phái Diêm Ma, kẻ chủ mưu hãm hại nữ đế La Sát. Còn không biết sư phụ có liên quan đến giáo phái Bạch Nham hay không? Lỡ như có liên quan, chắc chắn sẽ nghi ngờ là mình đã tiết lộ bí mật cho giáo phái La Sát. Nghe được tiếng lòng của anh, Cơ Mộng Du hơi bất ngờ, đồng thời càng coi trọng anh hơn. Cô bỗng nhiên thay đổi phong cách, nền tảng của ngươi còn quá yếu, sư phụ sẽ dẫn dắt ngươi đi tìm kiếm cơ duyên. Mắt anh sáng lên, theo dòng thời gian, Ngọc Thanh Tông sẽ nhận được một chiếc quạt cổ ở Khâm Châu. Và chiếc quạt cổ cuối cùng sẽ thuộc về Diệp Đỉnh, được nuôi dưỡng thành một công cụ thực sự của thiên kiếp. May mắn thay là anh đã trốn thoát, bằng không, hắn chắc chắn sẽ đánh vào anh. Khi anh đang ghen tị với vận may của Diệp Đỉnh, Cơ Mộng Du đột nhiên lên tiếng, hiện tại ngươi vẫn thiếu một công cụ đắc lực, chúng ta đến Thanh Châu, quê hương của vũ khí đi. Tần Phong vội vàng tìm mọi lý do để thoái thác, nhưng Cơ Mộng Du không hề lay động. Cô ấy biết rõ ABG đang sợ hãi số phận, nhưng càng như vậy, cô ấy càng muốn giúp anh loại bỏ tâm ma. Sau khi đến Thanh Châu, anh đành phải đi từng bước một. Sau đó anh nói, sư phụ, người có thể nghe theo lời tôi từ giờ trở đi được không? Đồng thời thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận. Tuy nhiên, sư phụ đối xử với mình rất tốt, mình tuyệt đối không thể kéo cô ấy vào con đường chết của mình. Cơ Mộng Du không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một trận náo loạn ở phía trước. Cái gì? Ngọc Thanh Tông mở bí cảnh rồi ư? Nghĩ đến lúc này, Lâm Yến Nhi hẳn đã bái sư Lầu Tâm Nguyện. Cô sẽ cùng với Ngọc Thanh Tông, vậy thì anh phải tránh họ. Sau đó anh nói, sư phụ, chúng ta vào bí cảnh muộn một chút, cố quá thì không thành, chậm rãi mới có thể đạt được mục tiêu, nhanh đi theo tôi. Cơ Mộng Du không nói hai lời, nắm tay anh đi tìm Ngọc Thanh Tông. Một lúc sau, Cơ Mộng Du nắm tay anh đi trong bí cảnh, nhờ có bùa hộ mệnh, âm thanh có thể khiến những con thú lạ đến gần tan biến. Anh vô cùng kinh ngạc, sư phụ rõ ràng rất mạnh mẽ, mà mình lại lẩn trốn phía sau do dự. Tần Phong à Tần Phong, sao ngươi hèn nhát thế, làm sao có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tương lai? Bỗng nhiên, anh quyết định điều gì đó, chủ động nắm lấy tay Cơ Mộng Du, nhìn về phía trước và nói, sư phụ, Ngọc Thanh Tông ở đó. Khi thấy anh dám đối mặt với số phận, Cơ Mộng Du vui mừng khôn xiết, thậm chí vô thức quên rằng đang nắm tay anh. Chẳng mấy chốc, khi những con thú bên cạnh đạt đến cảnh giới cự linh, chỉ còn lại những bóng người của Ngọc Thanh Tông ở phía trước. Nhưng Tần Phong lại phát hiện ra một điều kỳ lạ, tại sao không thấy bóng dáng của Lâm Yến Nhi? Tuy nhiên, anh hoàn toàn không ngờ, trên chiến trường khác, Diệp Đỉnh đang hiên ngang chắn trước mặt Lâm Yến Nhi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Yến Nhi bị thương. Cảm ơn anh Diệp Đỉnh. Lâm Yến Nhi mỉm cười nhẹ, Diệp Đỉnh còn không quên châm chọc, may mắn là em đi cùng anh, nếu là Tần Phong, có lẽ còn không dám đưa em vào bí cảnh này. Lâm Yến Nhi không thể phản bác, rốt cuộc, thực lực của Tần Phong còn không bằng anh ta. Nhưng họ không ngờ rằng, Tần Phong và sư phụ đã theo Ngọc Thanh Tông đến một khu phế tích, chỉ thấy một vị trưởng lão lấy ra một chiếc đĩa tròn, lắp vào phần lõm ở đáy bệ đá. Ngay giây sau, một chiếc hộp được giấu kín hàng trăm năm từ từ xuất hiện. Thấy vậy, anh tiến đến gần Cơ Mộng Du và nói, sư phụ, kho báu ở trong hộp, chúng ta không có nhiều cơ hội để cướp. Tôi nghĩ chúng ta cần phải lập kế hoạch trước. Ngươi đang nghĩ kế hoạch à? Anh vô thức gật đầu và hỏi, vậy sư phụ thì sao? Ta sẽ đi cướp. Ngay khi lời nói vừa dứt, Cơ Mộng Du lao nhanh về phía lầu chủ Nguyệt Tâm của tông môn,